Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Ngày 10 tháng 4, huyện ủy Hoàng Su Phi đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện. Đồng chí Vàng Đình Chiến, bí thư huyện ủy, đồng chí Thèn Ngọc Minh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị. Ban chấp hành đảng bộ huyện gồm 41 đồng chí. Do có một đồng chí đã chuyển công tác, số ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện hiện có 40 đồng chí. Hội nghị đã thực hiện các quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. Hội nghị đã giới thiệu đồng chí Hoàng Đăng Linh, bí thư huyện đoàn là nguồn nhân sự kiện toàn ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phùng Thế Tài, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, Chánh văn phòng huyện ủy được giới thiệu quy hoạch phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị đã thực hiện quy trình 5 bước bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hoàng Đăng Linh, bí thư huyện đoàn, kết quả 37 trên 37 phiếu đồng ý. Giới thiệu bầu bổ sung quy hoạch phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Phùng Thế Tài, kết quả 36 trên 37 phiếu đồng ý. Vừa qua, huyện ủy huyện Quang Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy về phân công ông Hoàng Văn Trâm, bí thư đảng ủy xã Tiên Nguyên, thôi giữ chức vụ bí thư đảng ủy xã Tiên Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức vụ chủ tịch hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028, phân công điều động ông Trần Hữu Ước, chủ tịch hội nông dân huyện, chỉ định giữ chức vụ bí thư đảng ủy xã Tiên Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ đợt này, đồng chí bí thư huyện ủy Quang Bình Triệu Tài Phong đề nghị các cán bộ được phân công và bổ nhiệm nhiệm vụ mới tiếp tục cố gắng phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, sớm tiếp nhận công việc và đoàn kết thống nhất gương mẫu về mọi mặt trong công tác, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng mối đại đoàn kết trong cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 10 tháng 4, đoàn công tác của huyện ủy Yên Minh đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Ngọc Long về kết quả thực hiện các nghị quyết trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Long đã đoàn kết thống nhất và thực hiện tốt quy chế làm việc. Cá nhân từng đồng chí cấp ủy viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền. Kết luận buổi làm việc, đồng chí bí thư huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Long tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, đề án, quan tâm tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế, đẩy mạnh vào sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xóa bỏ các hủ tục phong tục tập quán còn lạc hậu ở địa phương, quan tâm đến phát triển du lịch, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Vừa qua tại đồn biên phòng Xin Cái, Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc đã tổ chức hội nghị giao ban phối hợp thực hiện nghị định 03 của chính phủ giữa ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn huyện. Trong quý 1 năm 2023, ba lực lượng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, kịp thời trao đổi thông tin, xác minh và đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ giao nhận quân, giao quân huấn luyện, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh tố giác các loại tội phạm. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc Nguyễn Huy Sắc yêu cầu ba lực lượng tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động, xử lý tốt các tình huống, tăng cường công tác trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới nội địa, nhất là dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở của huyện Mèo Vạc diễn ra từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 1 tháng 4 năm 2023 với đơn vị điểm là xã Lũng Trinh và đơn vị cuối là xã Nậm Ban. Để tổ chức tốt đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã thị trấn, lãnh đạo các cơ quan chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội, chương trình, kịch bản điều hành, công tác trang trí, pano, văn nghệ tuyên truyền.
đề án nhân sự được xây dựng kỹ lưỡng, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo đúng tiêu chuẩn quy định của nhân sự giới thiệu bầu tham gia ban chấp hành khóa mới. Việc thực hiện bầu cử tại đại hội được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc dân chủ. Kết quả, các cơ sở hội đã bầu ra 272 đại biểu vào ủy viên ban chấp hành, 88 đại biểu ủy viên ban thường vụ, 18 đồng chí chủ tịch hội, trong đó có 17 vị trí giữ nguyên từ đại hội 2018-2023. 100% nhân sự dự kiến bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên được đại biểu tín nhiệm và trúng cử. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình có buổi làm việc kiểm tra tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý 1 và kiểm tra thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Hương Sơn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đề nghị xã tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo kế hoạch đề ra trước ngày 30 tháng 11, không để các trường hợp họp chợ dưới lòng đường. Xã chủ động trồng cây mai lấy lá và dâm tạo giống cây, làm tốt công tác quản lý và thu ngân sách, tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo chỉnh trang khuôn viên trụ sở xã, tuyến đường hoa, cải tạo vườn tạp, quan tâm hơn nữa về việc bồi dưỡng học sinh giỏi, bám sát thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao quản lý, cấp thẻ bảo hiểm y tế và việc tích hợp cùng căn cước công dân, tăng cường thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia tại bộ phận một cửa và công an các xã. Ngày 11 tháng 4, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện Quản Bạ đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Trung tâm đã phát huy tối ưu vai trò, trách nhiệm trong chăm lo đời sống của đoàn viên trong Công đoàn. Trong hoạt động xã hội từ thiện, Công đoàn đã ủng hộ, thăm hỏi các suất quà trị giá gần 146 triệu đồng. Hàng năm, đoàn viên Công đoàn đều đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong 5 năm liên tục, Công đoàn được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đại hội đã đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, như đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công tác phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho đoàn viên Công đoàn. Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch thành phố Hà Giang cũng đã tổ chức Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch thành phố hiện có tổng số đoàn viên công đoàn là 30 người. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền thực hiện kiểm tra giám sát và thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng kỳ hạn những chế độ chính sách đối với viên chức. Từ đó, công đoàn viên yên tâm công tác, đoàn kết, cống hiến nhiều hơn trong công việc. 100% đoàn viên công đoàn tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tham gia xét nâng lương đúng theo quy định, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10, thăm hỏi ốm đau kịp thời đối với người thân và cán bộ, viên chức, ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, bầu chủ tịch công đoàn trung tâm và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện Vị Xuyên cũng vừa tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, lao động luôn được Công đoàn Trung tâm quan tâm. 100% đoàn viên đều được tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, được thăm hỏi, chia sẻ động viên kịp thời vào các dịp lễ Tết, ốm đau. Đại hội đã thống nhất các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, đơn vị, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng ngày 11 tháng 4, huyện Hoàng Su Phì tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cho lực lượng vũ trang huyện năm 2023. Phát biểu khai mạc hội thi, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, hội thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. 45 giảng viên dự thi sẽ phải tham dự đủ 3 phần thi gồm thi soạn bài giảng, thi nhận thức, thi thực hành bài giảng. Thông qua hội thi nhằm nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo trong tổ chức quản lý, thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị và ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.
Sáng ngày 11 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Mê tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023. Tham dự hội thi có 61 thầy cô giáo đến từ 14 trường có cấp trung học cơ sở trên địa bàn huyện, tổ chức thi ở 14 môn, mỗi giáo viên thực hiện 2 nội dung thi gồm trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thi thực hành giảng dạy do ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. Hội thi nhằm tạo động lực cho giáo viên rèn luyện kỹ năng trong phương pháp giảng dạy khoa học, tạo hứng thú cho học sinh, phấn đấu tự học và sáng tạo để hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học, đồng thời phát hiện bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi làm nòng cốt cho đội ngũ giáo viên ở các trường và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục của huyện Bắc Mê. Ngày 8 tháng 4, huyện đoàn Gia Lâm, thành phố Hà Nội phối hợp với chi đoàn Cục Thống kê Hà Giang, huyện đoàn Quản Bạ đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tùng Vài và xã Cán Tỉ. Tại đồn biên phòng Tùng Vài, huyện đoàn Gia Lâm đã trao tặng những vật dụng cần thiết phục vụ trong công tác bảo vệ đường biên mốc giới, chủ quyền biên giới quốc gia. Các phần quà gồm một máy chiếu trị giá 12 triệu đồng, 10 bóng điện năng lượng mặt trời, 33 bộ đèn LED mini, đèn pin. Đoàn đã tổ chức khánh thành sân chơi dành cho thanh thiếu nhi tại điểm trường thôn Phố Lộ Phìn, xã Cán Tỉ với tổng chiều rộng 750m², trao 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trao các bộ máy chiếu, máy tính cho Ủy ban nhân dân xã Cán Tỉ và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cán Tỉ và trao công trình thắp sáng biên cương với 25 cột bóng điện năng lượng mặt trời tại trục đường trung tâm thôn Phố Lộ Phìn. Tổng các phần quà trên có trị giá 250 triệu đồng. Những công trình phần quà được huyện đoàn Gia Lâm, thành phố Hà Nội trao tặng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhân dân và học sinh trên địa bàn huyện, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nhằm cụ thể hóa chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thời gian này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vị Xuyên đã tích cực chỉ đạo cụm thi đua các trường, tổ chức hội thi, giữ gìn văn hóa truyền thống các dân tộc và tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Ngày 10 tháng 4, cụm thi đua số 3 của ngành giáo dục Vị Xuyên gồm 9 trường đến từ các xã Đạo Đức, Phú Linh, Cao Bổ và thị trấn Vị Xuyên đã cùng tổ chức hội thi. Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, thi giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc và thi tiểu phẩm tuyên truyền dưới hình thức dân câu hóa, thơ ca vè, múa, kịch ngắn. Các nội dung bám sát chủ đề về xóa bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, trong đời sống sinh hoạt, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Các nội dung phần thi của các đơn vị trường học cũng đã được ban giám hiệu, các bậc phụ huynh, chính quyền địa phương quan tâm, ủng hộ và để các cái hội thi hôm nay các đơn vị thực hiện rất là đạt hiệu quả cao. Đến với hội thi hôm nay thì chúng em được giao lưu, học hỏi với tất cả các bạn trường khác đã giúp cho chúng em hiểu biết thêm về những hủ tục cần phải xóa bỏ để xây dựng những nếp sống văn minh, giúp cho cuộc sống xã hội ngày càng phát triển hơn. Hội thi giữ gìn văn hóa truyền thống các dân tộc và tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Xuyên chỉ đạo tổ chức tại 5 cụm thi đua với 48 trường tiểu học, trung học cơ sở trên 24 xã, thị trấn. Thời gian được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 4. Và đánh giá chung về cái kết quả của hội thi thì các đơn vị trường học đã chuẩn bị rất là chu đáo, xây dựng những cái kịch bản phù hợp với nội dung của kế hoạch và bằng nhiều hình thức khác nhau như là hình thức sân khấu hóa và chất lượng sân khấu hóa thì đã đạt được cái tính nghệ thuật và tính nội dung tuyên truyền là phù hợp với lại kế hoạch được giao. Qua hội thi nhằm tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, học sinh về giá trị, vai trò, tầm quan trọng của việc đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy và các giải pháp bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc nói riêng và cộng đồng nói chung. Ngày 10 tháng 4, Ủy ban nhân dân xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc cùng các mạnh thường quân tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình đường bê tông và trao quà cho học sinh hộ nghèo tại thôn Đề Chia B. Công trình đường bê tông nối từ thôn Mèo Qua xuống thôn Đề Chia B được khởi công từ tháng 10 năm 2021. Tuyến đường có chiều dài 2,38 km, rộng 1,5 đến 3 m, dày 15 đến 20 cm, với tổng kinh phí hoàn thành gần 1,2 tỷ đồng.
nguồn hỗ trợ được kênh YouTube Tuyên Hà Giang kêu gọi tài trợ từ các tổ chức cá nhân Mạnh Thường Quân ủng hộ xây dựng. Do địa hình núi đá có độ dốc lớn nên việc thi công gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự đoàn kết, đóng góp ngày công lao động của người dân nên tuyến đường đã hoàn thành trong niềm vui của đồng bào. Nhiều hộ dân trong thôn và các thôn lân cận cũng đã tình nguyện hiến đất để nhân dân mở đường xuống khu dân cư. Thì bây giờ thì các chú hỗ trợ được tiền ấy, làm một con đường đi thì bây giờ thì thôn mình này nó phát triển được kinh tế nhiều hơn rồi. Công trình đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của 23 hộ dân tại thôn Đề Chia B, xã Cán Chua Phìn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hôm nay được hoàn thành, khánh thành con đường này thì trong lòng tôi á, là vui, niềm vui được nhân đôi, nhân bội phần lên. Cho nên là mong rằng là sau khi có con đường này rồi thì bà con có con đường để lưu thông, để trao đổi văn hóa cũng như là học hành. Đi chợ, đi học cho nó đàng hoàng, cho nó an toàn. Chúc mừng bà con nhé. Tại buổi lễ, đại diện các nhà tài trợ đã trao quà gồm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân trong thôn đã tích cực hiến đất để làm đường bê tông. Việc bàn giao công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, giúp cho người dân thuận lợi hơn trong đi lại, sinh hoạt, các em học sinh có điều kiện đến trường tốt hơn. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.